Rồi chào tất cả các bạn quay lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình có dịp đi đến chợ Nhật Tảo sau dịch nha các bạn. Thì hiện tại mình đang ở hầm giữ xe, mình sẽ di chuyển đến khu vực chợ Nhật Tảo này quay cho các bạn xem tình hình sau dịch như thế nào nha. Thì do mình gắn cam phía trước ngực cho nên là góc quay nó sẽ không được, nhiều lúc nó không như ý nha các bạn. Mà góc quay nó sẽ hơi bị rung nha. Do mình không thể mà cầm cam trên tay thì người ta sẽ phát hiện và người ta không cho mình quay nha các bạn. Mấy người buôn bán ở đây thường là như vậy, mình không biết lý do vì sao nữa. Nhưng mà lúc mình cầm camera trên tay thì người ta sẽ không cho mình quay, người ta sẽ đuổi mình đi chỗ khác nha các bạn. Ở đây là đường Vĩnh Viễn và Lý Nam Đế nha. Thì có con đường này vừa được cán nhựa lại, vừa được làm lại nha các bạn. Đi một vòng coi có cái gì mình mua được không nha các bạn. Đường ở đây vừa được chán nhựa lại nha các bạn. Thì lúc trước là đường cũ, bây giờ vừa đường đổ nhựa lại. Người bán vẫn đông nha các bạn, nhưng mà người ta không có bày đồ bao nhiêu như trước dịch. Kiếm sạc gì? Vẫn bán hai bên đường nha các bạn, nhưng mà đồ người ta không có bày ra nhiều. Các bạn cần mua gì thì lại hỏi thôi, chứ người ta không có bày ra nhiều như trước dịch nha. Đây cũng có mấy cô trật tự khu phố đang ngồi trực nha các bạn. Cái đường này phía trước cái đường này lúc trước là bán rất là nhiều đồ, nhưng mà bây giờ thì không có ai bày bán gì hết. Đường Nhật Tảo nha các bạn.
biết nó còn hay không còn. Tình hình chợ Nhật Tảo sau dịch nha bạn. Thì trước dịch rồi sau dịch thì không khác gì mấy. Sau dịch thì người ta vẫn buôn bán tấp nập, nhưng mà người ta không có bày đồ ra nhiều quá. Sau dịch thì người ta không có bày đồ tràn lan ra hai bên lề đường nha bạn. Đây gom gọn lại. Đường xe ngoài đường thì rất là đông nha. Trên đường Lý Thường Kiệt các bạn, mình sẽ băng qua bên kia coi có gì không. Xe thì rất là đông, vẫn như ngày thường nha, vẫn như khi chưa có dịch xảy ra nha các bạn.
Covid nha bạn. Rồi chào tạm biệt và hẹn các bạn trong video tiếp theo của mình nha.